ngày 16 tháng 12, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021 tại Puerto Rico thông báo tạm hoãn đêm chung kết cuộc thi vì phát hiện 17 ca COVID-19. Theo lịch, vòng chung kết diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 12, theo giờ Việt Nam. Hoa hậu Thế giới 2021 tạm thời hoãn đêm chung kết phát sóng toàn cầu từ Puerto Rico vì lý do y tế và sự an toàn của các thí sinh, nhân viên, đội ngũ tổ chức và công chúng, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đăng tải trên Facebook. Theo thông cáo báo chí mới nhất, đêm chung kết của Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ được tổ chức lại tại đấu trường Josmizu Agrelot của Puerto Rico trong vòng 90 ngày sắp tới. Năm 2020, cuộc thi Hoa hậu Thế giới phải hoãn lại vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trở lại năm nay đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Ban tổ chức đưa ra quyết định trên sau khi nhóm họp cùng các nhà dịch tễ học và các chuyên gia y tế chịu trách nhiệm giám sát cuộc thi. Ban tổ chức cũng đã thảo luận với Bộ Y tế Puerto Rico để đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi quyết định hoãn cuộc thi, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 đã bổ sung một số biện pháp phòng dịch để bảo vệ các thí sinh, nhóm tổ chức và khán giả, vì hiểu rằng đây là một sự kiện có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận một số ca dương tính vào sáng nay, cũng như tham vấn với các quan chức và chuyên gia y tế, chúng tôi quyết định hoãn đêm thi, ban tổ chức cho biết. Bước tiếp theo, những người tham gia cuộc thi sẽ lập tức được cách ly, theo dõi và tiếp tục xét nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Ban tổ chức cam kết các thí sinh và nhân viên sẽ chỉ trở về quê nhà sau khi có được sự đồng ý từ các quan chức và chuyên gia y tế. Giám đốc điều hành Julia Mockley của Hoa hậu Thế giới cho biết, chúng tôi rất mong đợi sự trở lại của các thí sinh của chúng tôi để tiếp tục tranh tài cho vương miện Hoa hậu Thế giới. Theo trang National News, sáng ngày 16 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Y tế Puerto Rico cho biết, ổ dịch ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã ghi nhận 17 ca dương tính, bao gồm thí sinh và thành viên ban tổ chức. Toàn bộ người mắc bệnh đã tiêm vaccine đầy đủ và không cần nhập viện, nhưng vẫn phải cách ly 10 ngày theo quy định của Puerto Rico.